Với sự vào cuộc quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong tháng 8 năm 2023, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ với 35 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 8 gói nhỏ heroin, 42 gói nhỏ ma túy đá, 302 viên thuốc lắc. So với tháng trước liền kề, số vụ phạm tội về ma túy giảm 4 vụ, giảm 23 đối tượng. Cũng trong tháng 8 năm 2023, lực lượng công an còn phát hiện xử lý 20 vụ với 49 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.